Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt tán một con dết bằng giấy xốp như thế này. Cái đầu tiên thì phải thể hiện cho mình một bước tiếp theo thì dùng kéo để cắt nó ra. Dùng keo và gắn nó lên. Thank you.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong con vết. Video của chúng tôi đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.